Chào các anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đang với lại phần chia sẻ hôm nay. Trong video clip này mình sẽ nói đến một cái chủ đề, đó là xác minh kênh YouTube. YouTube không cần SIM và không thể tin nổi, đúng không các bạn? Đương nhiên các bạn sẽ chưa thấy gì. Bây giờ mời các bạn xem vô phần chi tiết của mình hướng dẫn. Chỉ cần 1.000 đồng là các bạn có thể làm nên chuyện rất là nhiều. Thay vì cái bị và các bạn phải mua một cái SIM thì phải tốn rất là nhiều kinh phí, đúng không? Ít nhất từ mấy chục ngàn. Thường mấy chục ngàn đó chúng ta mới lấy được mấy lần số điện thoại và hết, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn những giải pháp rất là tuyệt vời và không cần SIM. Xem nào các bạn. Ok, đầu tiên thì các anh chị có thể cập nhật thêm nhiều những cái chuyên mục, những cái khóa học của mình miễn phí và có phí ở trên trang web hinhvanthanhvan.com. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đào. Đầu tiên để xác minh kênh, đây mình đang nói về cái đề tài này, xác minh kênh YouTube. Ở đây thì mình có một cái kênh mình muốn xác minh, đúng không? Đó, nhớ anh chị mà đang làm YouTube thì các anh chị và bạn sẽ biết được những cái phần này, đúng không nào? Đấy, đây thí dụ mình muốn làm xác minh về cách làm dầu dừa nguyên chất là một kênh. Rồi, một kênh tiếp theo là mình muốn tạo là kênh MCOV. Đó, kênh này mình sẽ làm cập nhật về tin tức. Đó, bây giờ có hai kênh thế này, giờ không lẽ các anh chị phải lấy điện thoại ra, đúng không? Lấy điện thoại ra rồi bấm vô rồi gửi về và gửi được hai số hay rồi SIM hết sử dụng được, đúng không? Bây giờ cái giải pháp của mình làm như sau, các bạn xem nha. Rồi, đầu tiên các anh chị sẽ vào trong đây và các anh chị sẽ tìm đến chữ là Google. Đấy, được chưa? Sau đó các anh chị sẽ chọn vài số đi. Đây, mình đổi thí dụ 0902. Bắt đầu mình đêm lên đây. Rồi, mình xác minh. Gửi. Đó, bạn thấy không? Nhập mã xác minh có 6 chữ số của bạn. Đó, bạn nhớ liền nhé nha. Thì một lần giao dịch như vậy thì chúng ta chỉ tốn tầm 1.000 đồng thôi. Được chưa? Đấy, và chúng ta đã có được một cái phần xác minh. Thay vì chúng ta phải bỏ cái SIM ra hết mấy chục ngàn, đúng không? Đấy. Giờ mình qua lại đây. Đây, đã có mã xác minh. Rồi, mình nhập vào đây, gửi. Rồi, tiếp tục. Xong, ok. Như vậy là kênh của anh chị bạn và các bạn đã được xác minh. Rồi, qua kênh tiếp theo, cũng làm y xì như vậy. Và mình cũng thử làm ở trên cái số này nữa, coi nó có cho tiếp hay không. Rồi, ở đây mình lít vô đây và lít vào gửi, nó vẫn cho được lần thứ hai. Và mình qua đây mình chờ. Nhiều người chat quá. Rồi, có nghĩa là sau một lần xác minh như vậy, đúng không, thì nó không được, thì chúng ta đổi số khác. Rồi, đổi số này, các chị ở đây, click về, rồi nhập lại, rồi click gửi, rồi chờ xíu, qua đây, đang đợi mã trả về. Các bạn có thể vô vàng số để chúng ta xác minh kênh, có thể 1 kênh, 10 kênh và cả 100 kênh. Thay vì các bạn phải tốn một đống tiền để mua SIM, đúng không? Đấy, thì chúng ta chỉ cần tốn 1.000 thôi, chúng ta đã xác minh được một kênh rồi. Một kênh thôi, anh chị làm việc đủ mệt rồi, nói chi là nhiều, đúng không? Nói cái nội dung sáng tạo thôi là cũng đủ phê đấy. Rồi, đấy, xác minh kênh tiếp. Ok, được chưa? Đó. Vì sao? Mình sẽ về đây. Ok, sau khi xác minh kênh, một kênh mới, thì những video clip ở trên kênh của anh chị bạn, một là chúng ta có thể chờ để phát trực tiếp được sau 24 giờ. Và cái thứ hai là chúng ta có thể đăng một video clip trên 15 phút. Và cái thứ ba là các bạn có thể đăng được những cái ảnh bìa của YouTube, hay còn gọi là ảnh thumbnail. Ba lợi ích đầu tiên của các anh chị bạn vừa mới tạo một cái kênh YouTube, đó là mình đã giải quyết cho anh chị bạn những vấn đề về kênh, về xác minh kênh.
thì mỗi lần một số vậy chúng ta chỉ tốn tầm 1.000 đồng thì nó cũng không là bao nhiêu, đúng không các anh chị bạn? Đấy, như vậy là mình đã chia sẻ cho bạn cái cách làm sao để 1.000 đồng và các bạn có thể làm nên chuyện xác minh kênh YouTube không cần sim số điện thoại. Ok, những anh chị nào cần quan tâm đến này thì hãy chờ vào những video clip tiếp theo nha, để biết được nó là gì nha. Còn video clip này mình chỉ hướng dẫn cho bạn cái cách làm sao là để có 1.000 đồng chúng ta làm nên chuyện. Đó là sự thật, không phải là không có các bạn nha. Ok, tại chúng yếu là các bạn có dám bỏ một tí tiền ra hay không mà thôi nha. Thay vì các bạn bỏ một sim để hết mấy chục ngàn, chúng ta chỉ bỏ 1.000 đồng cho một lần xác minh kênh. Và đặc biệt hơn, nó còn làm được nhiều việc hơn thế nữa. Các bạn hãy đón chờ vào những video clip khác của Thanh Quang nha. Một lần nữa cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip khác. Xin chào.